Kính chào. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị. Kính chào tất cả quý vị, các anh chị, các bạn cùng các em thân mến. Bây giờ là 3 giờ 5 phút buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020. Chương trình được làm vào lúc gọi là chiều, có nghĩa là ban chiều ở tại thành phố Houston, và nó cũng là có nghĩa là nó cũng có thể là đang nửa đêm ở tại Việt Nam. Thì cũng chương trình cũng làm thì cũng muốn chia sẻ với quý vị những cái thông tin sau đây. Đầu tiên, cái thông tin đầu tiên thì là cái thông tin về một cái nỗi gọi là khó khăn của tất cả những cái bác sĩ hiện nay ở tại những cái vùng mà thí dụ như ở tại Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy thành phố New York hiện nay thì nó cũng cái số lượng của người bệnh nó cũng lên tới chục ngàn, hàng chục ngàn. Mà về cái vấn đề cái máy trợ thở là một cái loại máy, một cái thiết bị mà để cứu người, thì họ cũng đang gặp khó khăn. Cái đó là một cái điều kiện đầu tiên, bản tin đầu tiên. Và bản tin thứ hai thì quý vị cũng biết rằng là vì làm thông tin nên có một cái số bạn bè cũng gửi lời hỏi thăm Hùng Nguyễn. Ủa anh Hùng ơi, như chính phủ như vậy nói là cái vấn đề là cái gói kích cầu kinh tế có gửi cho mỗi người là người lớn là 1.200 đồng, với cái trẻ con là mỗi người được 500 đồng, có phải như vậy không? Thì tôi cũng nằm trong cái diện mà ăn nhờ ở đậu, thì cũng nhờ cái được hưởng cái vấn đề đó. Thành đi tôi cũng có quan sát thì tôi thấy nó không hoàn toàn chính xác như vậy. Cho nên tôi cũng có những cái gọi là những cái điều kiện để chia sẻ với quý vị và các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng nên nói cái câu chuyện vui trước, đưa lên cái bản tính toán. Mà tôi nghĩ rằng là cái bản tính toán này nếu mà quý vị chủ quan, mà khi mà nghe vào cái vấn đề mà mỗi người được hưởng 1.200 đô la, rồi là gia đình thì con có con nít thì mỗi em thì có nghĩa là tuổi dưới 17 tuổi thì được hưởng, có nghĩa là dưới 17 tuổi thì được hưởng 500 đồng mà trên thì được hưởng 1.200, thì quý vị biết là cái vấn đề này nó không có suôn sẻ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề mà stimulus là cái gói mà thuế trả cho cái người dân. Đây là một cái số tiền mà có nghĩa là chính phủ trả trước cho người dân để mà có thể là tiêu xài, để mà phòng chống lại cái dịch Covid này, cũng là cái nhiệm vụ để kích cầu kinh tế. Thì quý vị biết là người ta có cái bản tính toán nó rất là rõ ràng, chứ không phải là như mà chúng ta thường thường cứ nghĩ như vậy. Thì bởi vì sao? Thì bởi vì nếu mà gia đình mà có thu nhập khác nhau, thì tôi cũng nói thẳng với quý vị là có thu nhập income khác nhau thì cái mức nhận về nó cũng khác nhau. Cái mức được gọi là được giúp đỡ trong cái vấn đề mà trả thuế này nó cũng khác nhau. Thí dụ gia đình tôi có 3 người. Con tôi thì nó cũng đã là trên 18 tuổi rồi, thành nó trở thành một cái thành viên trong gia đình, nó là người lớn rồi. Thành đi là gia đình tôi thì có 3 người. Nhưng mà cái mức income của chúng tôi năm nay thì trên dưới gọi là 50 ngàn. Thì quý vị biết là con tôi còn là sinh viên. Thành đi từ đó thì chúng tôi không có cái khoản thu nhập nào khác. Cho nên thì cũng dựa theo cái, tại vì gia đình tôi thì tới 3 người lớn, cho nên cái cách khai thuế thì tôi phải khai thuế theo cái kiểu mà có nghĩa là household, là có nghĩa là John, là có nghĩa là kết hợp với nhau 3 người khai thu chung một cái tờ khai thuế cuối năm. Thì quý vị biết là cái điều kiện đó, nếu mà mình khai chung cái điều kiện mà khai thuế cuối năm á, là cái gia đình tôi thuộc dạng là cái gia đình thiệt thòi nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi có một cái người bạn thì người ta cũng có 3 người, con cái của họ thì cũng giống như con cái của tôi, nhưng mà họ
lợi thế hơn tôi là họ có hai vợ chồng riêng và con thì riêng, thành đi họ có thể là khai thuế theo cái cách mà gọi là một á, là khai về Mariette, là có nghĩa là Mariette là có nghĩa là cưới nhau vợ chồng, là họ cũng nhận được 2,400. Rồi con họ thì khai là single thì họ có thể là hưởng thêm được 1,200 nữa, là có nghĩa là họ hoàn toàn không có mất bỏ gì hết, họ không cần phải dựa theo income. Còn như tôi thì nó khác, gia đình tôi thì tới 3 người đó, thành đi tính theo đầu người thì số tiền của gia đình tôi sẽ lấy lại, nó sẽ không có giống như cái gia đình của như cái người bạn tôi. Thành đi cũng phải là tranh cãi với họ thông qua cái bản tính toán của chính phủ, mà họ thì họ nghe những cái người luật sư, những cái người bác sĩ đã đưa lên những cái thông tin trên TV, trên mạng xã hội thì cũng là chia sẻ nói là mỗi người sẽ nhận được 1,200 và mỗi hộ gia đình như vậy là cứ tính theo đầu người. Thì tôi cũng hoàn toàn bác bỏ cái thông tin đó. Đó là một cái thông tin mà có nghĩa là chưa chính xác, bởi vì họ không dựa theo một cái bản tính toán của chính phủ Hoa Kỳ. Thì tiện đây nói có sách thì mách có chứng, và tôi cũng đưa ra để làm một vài cái thí dụ để cho quý vị biết nếu mà gia đình quý vị nó rơi vào trường hợp nào thì quý vị chỉ nhận được cái trường hợp đó mà thôi, chứ không có chính xác là mỗi người cứ mỗi người là được 1,200 là người lớn, mà người nhỏ thì được 500. Nó không có chính xác như mà chúng ta cứ tính theo đầu người. Đây là có nghĩa là một cái chương trình chính phủ hỗ trợ thuế, trả thuế theo cái cách tính dựa trên cái income của mỗi người. Thì tôi đề nghị quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm vào cái trang gọi là những cái trang thông tin của chính phủ để chúng ta có thể đọc được ở trên đó những cái thông tin về nó. Xin mời quý vị đọc những cái bản tin đó trước khi chúng ta nói về cái vấn đề cái máy trợ thở của cái người dân Hoa Kỳ hiện nay đang cần. Đây là một cái trang web thì tôi cũng bấm lên đây. Thì quý vị biết trên cái trang mà Washington Post nó có một cái bảng Cancellate. Thì quý vị nếu mà quý vị muốn đọc ở trang Washington Post thì quý vị có thể là đọc, hoặc là những cái trang khác nó cũng có những cái thông tin này. Thì đây Cancellate how much you get from the 1,200 hoặc là more coronavirus check, là có nghĩa là đây là một cái bản tính toán có thể là bạn nhận được bao nhiêu tiền từ 1,200 hoặc là nhiều hơn nữa với cái check được gửi về cho bạn trong cái vấn đề là coronavirus này. Thì đây là có một cái bản thông báo thì tôi cũng tạm dịch ra để chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Thì chính phủ Hoa Kỳ về nói về cái việc mà gửi cái check cho mọi người đó bằng cái cách một á, là có thể là deposit thẳng vào cái account trong nhà băng của quý vị. To most American, có nghĩa là hầu như là tất cả mọi người. To help people survive financially at much at economy shutdown, giống như là giúp cho cái vấn đề tài chính được sống sót. Cũng giống như là giúp cho cái nền kinh tế nó cố gắng để đừng có bị mà gọi là phải shutdown, có nghĩa là phải bị đóng cửa giống bởi vì cái cơn bùng phát của cái con virus mới, đó là con corona virus. Thì quý vị thấy là đây là một cái bản tin do nhà báo báo chí viết. Cái thứ hai nữa là bipartisan legislation, thì quý vị biết là bipartisan là có nghĩa là hai cái đảng phái mà về cái điều luật của hai đảng phái thì đã thông qua cái vấn đề cái gói kích cầu 2,000 tỷ của tổng thống Donald Trump được đưa ra từ thượng viện, which still must pass by the house, nhưng mà nó cũng phải vẫn còn phải gọi là phải thông qua hạ viện nữa. Usual vay 1,200 đồng payment cho người lớn, nó cũng có thể là cung cấp cho cái người lớn 1,200 đồng, và cái giới cái annual income up to 75,000, có nghĩa là những cái gia đình mà có những cái người độc thân
mà có thu nhập lên tới 75.000 thì cũng nhận được một cái check 1.200 đó, lớp nó được 500 đồng cho mỗi đứa trẻ đó. Có nghĩa là nếu mà người đó, người độc thân đó mà có thêm được đứa con nữa thì đứa con đó thì nó nhận được mỗi đứa trẻ như vậy là 500 đồng. Thí dụ như một người độc thân đó mà được 3 đứa con thì cộng thêm được 1.500. Cái đó là cái người độc thân nha quý vị. Some American earn more over 75.000. Thì quý vị biết là có nhiều người Mỹ thì họ có những income là trên 75.000. Plus another. Và cũng có thể là cộng thêm những cái gọi là 500 đồng cho những cái đứa trẻ. Nhưng mà some American earn more over 75.000. Có những cái người lại hưởng trên lương một năm thì nó trên 75.000 mỗi người đó nha quý vị. Mà trên 75.000 thì youth also receive money. Thì họ cũng có thể là nhận tiền if they met. Nếu mà họ gặp được, chắc chắn họ là đang gọi là trong cái vấn đề mà được chọn. Outline below là nó có một cái bảng ở phía dưới. For most American, do tất cả các người Mỹ, the money is like to arrive in April. April là có nghĩa là cho tất cả những người Mỹ thì cái check sẽ được gửi về trong tháng 4 thông qua có nghĩa là deposit thẳng vào trong nhà băng. Mail check maybe take longer là có nghĩa là nếu mà gửi bằng thư, bằng check, bằng cái thư từ thì có thể là lâu hơn chút. View the cancellation below to see how much you will receive, you just receive. Thì bạn dùng cái bảng tính toán ở dưới này để bạn tính thử cái bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Đó. Under that, see answer, recently ask a question. Đây là một cái bảng tính toán nằm ở dưới này. Bạn biết được là bạn sẽ nhận được bao nhiêu. Và dựa theo cái bảng này, bạn sẽ tìm được cái câu trả lời. Đó là bạn là bởi những cái câu hỏi của bạn. Thì đây là cái đầu tiên thì quý vị biết đây là người ta cũng có để là đây là một cái bảng tính toán về cái số tiền mà gọi là kích thích, kích cầu của chính phủ gửi cho bạn. Bay on figure of Carrot Act có nghĩa là dựa theo, có nghĩa là cái bộ luật mà care, có nghĩa là bộ luật có tên là care. Do inbox will not be store, có nghĩa là bạn cứ đặt cái, bạn cứ bỏ cái số nó vào trong này đi, cũng không có lưu lại đâu. Thì bây giờ người ta hỏi how you feel do 2019 thắt yes, là bạn đã khai thuế năm 2019 chưa? Thì nếu mà bạn khai rồi thì bạn khai bằng C, Z. Thí dụ như gia đình của Hùng Nguyễn đi thì C, Z. What were you feeling stated in your 2010? Bạn đã khai bằng cách nào? Một là single, là khai độc thân. Hai là bạn khai theo kiểu là hai vợ chồng. Cái thứ ba nữa là khai theo đầu người ở trong gia đình. Thì gia đình Hùng Nguyễn là có ba người, hai vợ chồng đứa con. Có nghĩa là tại vì con của Hùng Nguyễn cũng đã lớn rồi, thành đi không còn là children nữa, thành đi nó cũng đã có thu nhập, thành đi mình phải lấy cái mục là head of household là có nghĩa là gia đình không có trẻ con, thì mình phải nếu mà trên hai người có nghĩa là ba người đổ đi thì mình phải dùng cái head of household nếu mà gia đình không có khai thuế riêng đó. Thì Hùng Nguyễn dùng cái đó thì nó sẽ nổi lên một cái câu hỏi nữa. What were you adjusted gross income năm 2019? Thì quý vị biết là tại sao người ta gọi là adjusted gross income không? Tại quý vị biết là thí dụ như mình làm ra 100.000 một năm đi, nhưng mà mình phải mình lem hết 20.000 vô trong cái thiết bị, trong cái đồ đạc, trong cái tất cả những cái dụng cụ, những cái sản phẩm của mình làm cho cái công việc để mà kiếm được 100.000 một năm đó. Thì mình phải trừ cái số lượng đó ra. Thí dụ như mình phải dùng hết 20.000 để mình mua cái này mua cái kia đó, thì mình lấy 100.000 mình trừ 20, mình còn lại 80. Thì họ gọi cái đó là gọi là adjusted gross income. Có nghĩa là như vậy. Thí dụ gia đình của Hùng Nguyễn thì làm có 55.000 thôi, nhưng mà cũng phải mua hàng quá hết 10.000 rồi thì cũng còn có 45.000. Thì gia đình hiện nay là có 3 người mà với income là 45.000. Thì Hùng Nguyễn bỏ vô 45.000. Khi mà bạn khai head of household thì người ta không có tính là bạn bao nhiêu người.
lớn ở trong gia đình, nhưng mà người ta có tính là bạn có bao nhiêu đứa trẻ trong gia đình. Thí dụ như gia đình của Hùng thì không có đứa trẻ nào cả, tại vì có ba người lớn thôi, đâu có đứa trẻ nào đâu. Thí dụ như có thằng con thì năm ngoái nếu mà khai 2019 thì nó cũng đã đủ tuổi rồi, nó cũng đã 19 tuổi rồi. Thành đi cuối năm 2000, vậy là năm ngoái nó, vậy là còn được một đứa, có nghĩa là được khai một người, có nghĩa là năm ngoái thì nó chưa có đủ tuổi đó, nó mới 18 tuổi thôi thì nó vừa đủ tuổi. Thì quý vị biết là vậy, như vậy thì gia đình mà 45.000 income, có nghĩa là được trừ thuế rồi mà còn 45.000 income, nếu mà chỉ có một đứa con thì quý vị biết gia đình này thường gặp lắm. Thì chúng ta chỉ nhận về thì được, để Hùng Nguyễn cũng bấm lên thì quý vị biết là chỉ nhận được có 1.700 thôi, tiền hỗ trợ của chính phủ thôi. Có nghĩa là gia đình ba người, gia đình hai vợ chồng và một đứa con, mà có nghĩa là chỉ nhận được có chỉ có 1.700 thôi đó. Thì quý vị thấy không, đâu có phải là 1.200 người đâu đó. Thì đây là income của gia đình Hùng là 45.000. Thí dụ như gia đình 40.000 cũng giống như vậy, thì gia đình 40.000 thì nó sẽ tính ra một cái, thì quý vị thấy nó sẽ tính ra một cái gia đình cũng household nhưng cũng chỉ có một đứa con, thì tính ra 40.000 thì cũng như vậy. Nhưng mà thí dụ như có hai đứa con thì quý vị thấy nó sẽ cộng thêm 500. Hai đứa con, có nghĩa là hai đứa con thì được 1.000 và hai vợ chồng chỉ cũng có được có 1.200 thôi. Thì quý vị biết không, nếu mà gia đình mà nếu mà khai hai vợ chồng riêng, đứa con riêng thì lại khác. Nhưng mà nếu mà gia đình của Hùng mà hai vợ chồng và đứa con chung vô luôn thì cuối cùng thành đi có ba đầu người, thì cuối cùng nhận con dưới 18 tuổi thì nhận được có 1.700. Mà nếu không á, nếu mà không có đứa con nào mà dưới 18 tuổi á, thì quý vị biết nếu mà cái income của gia đình Hùng á mà 45.000 thì cộng ra thì quý vị biết là cũng chỉ có 1.200 thôi. Đây là một cái cách tính, mà cái này là cho nó rất là rõ ràng để quý vị đừng có tưởng tượng rằng ủa sao mỗi người gia đình tôi mỗi người được 1.200 mà sau khi gửi cái check về như vậy. Thí dụ như Hùng không nói ra thì bà xã Hùng thấy nếu mà vậy thì tính là gia đình của Hùng thì phải 3.600 lần, nhưng mà thật sự nó không có đúng như vậy quý vị. Nó chỉ có, nếu mà nói đúng ra thì nó chỉ có 1.200 mà ba người lớn thôi. Tại vì household là mình household, head household là tính trên đầu người, thì gia đình của Hùng là tính trên đầu người, thì ba người nhận được có 1.200 thôi chứ không phải là được 3.600. Nhưng mà cái cách tính là mỗi người cứ tính là được 1.200, thì cái đó là Hùng Nguyễn cũng thông báo cho quý vị biết. Đây là một cái tin mà có nghĩa là dựa theo cái bản tính toán của chính phủ nằm ở trên cái tờ báo, có nghĩa là Washington Post đó. Đây chứ không phải là Hùng Nguyễn có thể là ứng khẩu và làm thơ được. Bởi vì quý vị, nếu mà quý vị có nghe những cái trang mà gọi là báo đài thì quý vị cũng hỏi ủa quý vị tính toán như vậy, quý vị có lấy cái bản tính ra để quý vị tính hay không, có lấy cái bản tính của chính phủ ra để mà tính hay không. Chứ hồi sáng này Hùng Nguyễn khang tiếng là cũng bởi vì sao, bởi vì có một cái người bạn, họ thì gia đình họ cũng hai đứa con và một đứa con nữa, một đứa con, hai vợ chồng một đứa con, thì họ thì hai vợ chồng thì họ khai chung với nhau thì họ lãnh được 2.400, cái đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Còn đứa con của họ nó khai riêng thì nó độc thân thì nó lãnh được 1.200, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Trong khi gia đình của Hùng thì cũng giống y chang như vậy, nhưng mà chỉ khác nhau cái khai thuế là gia đình Hùng nhận được chỉ có 1.200 thôi. Thì quý vị thấy nếu mà như vậy thì nó đâu có giống như gia đình của họ đâu. Đó, thành đi đây là một cái cách tính toán mà người ta dựa theo cái mức income của gia đình để mà người ta tính. Để thành đi quý vị, thành đi quý vị cũng nên hiểu rằng không phải là cái vấn đề này là nó dễ ăn, mỗi người 1.200. Cho nên cái này là cũng là một cái câu chuyện mà nó vui. Có nghĩa là gia đình mà household, head of household thì cứ một gia đó, thì Hùng Nguyễn cứ nếu mà một đầu người của một gia đình, vậy là cái head household này chắc là mỗi đầu người một gia đình. Thì cái này á, nó theo cái bản tính toán này á, thì mình không biết rằng là mình tính nó chính xác là như thế nào, nhưng mình bấm qua single thì nó hỏi khác,
bấm qua Marriott là nó hỏi khác, và bấm qua bên Head Household thì nó hỏi khác. Đó, nó thành đi mình tính toán theo cái cách này á, nhiều khi nó cũng không có chính xác, đợi phải đợi cái check nó về tới nhà. Đây cũng giống như đánh lô tô, nó giúp cho những người chúng ta đánh lô tô, bởi vì cái cách khai thuế mà khác nhau thì cái vấn đề mà nhận được cái tiền này nó sẽ khác nhau. Thì hy vọng rằng là cái cách tính toán của Hùng Nguyễn nó sai, để chi? Để mình còn được nhận nhiều tiền. Chứ nếu mà mình mà tính đúng á, thì dựa theo cái bản này, nếu mà mình tính đúng á, thì mình ba người giống như nhận được có người mà thôi. Thì cái đó là cũng thông báo với quý vị biết như vậy. Và ở đây nó có một cái hay, một cái là người ta nói là tới 99.000 dành cho những người độc thân. Đó, thì quý vị biết là lúc đó là không còn nhận được đồng bạc nào nữa hết. Nhưng nếu mà là phụ nữ á, thì nếu mà có con á, thì lương của cái cô ấy lên tới 125.000, thì con cái của cô ấy cũng nhận được 1.200, và con cái của cô ấy thì cũng nhận được mỗi đứa 500. Đó, trong khi đàn ông á, thì chỉ tới 99.000 là hết được nhận rồi. Đó, nhưng mà phụ nữ thì có thể là lên tới 125.000, nhưng mà tới 136.000 thì không còn được nhận, chỉ nhận được tiền của con mà thôi. Nếu mà một cái người phụ nữ nào họ làm tới lương 136.000 thì họ chỉ nhận được tiền của con mà thôi, chứ họ không có nhận nếu mà họ có con, chứ còn riêng bản thân họ không được nhận theo cái bản thông báo ở trên cái tờ báo Washington Post. 112.000 people who file head household typical single parent with children. À, cái này là chỉ là một cha mẹ và một chiếu rành thì đúng rồi. Cái này là giống như gia đình Hùng nè. Illegal for a check 1-2.000 đồng if they can up tới 112.500. Vậy là gia đình Hùng chỉ nhận được 1.200 thôi quý vị ơi. Có nghĩa là single parent là chỉ có một cha mẹ, một cặp cha mẹ và một đứa trẻ, một đứa con thì cũng nhận được có 1.200 thôi. Vậy là không có sai rồi. Radio check có nghĩa là, và từ đó thì họ sẽ từ từ họ giảm cho thí dụ như như vậy, và reduce check. Cái này thì nó có nhiều cái điều kiện mà nó cũng làm nhức đầu những cái người tính toán. Đây là một cái câu chuyện buổi trưa Hùng Nguyễn cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn. Không phải ai cũng được nhận cái số check mà lên tới 1.200 đồng. Chứ nếu mà như vậy thì nó, quý vị cũng đừng có nghĩ rằng là ai cũng có thể nhận được như vậy, thì cái đó cũng tội nghiệp cho những cái gia đình. Thí dụ như khai theo cái khai thuế, có nghĩa là khai thuế chung với nhau, thì cái đó là thật sự là thiệt thòi. Đó. Còn nếu mà được chính phủ mà cứ tính đội đầu người mà cứ gửi về cho 1.200 thì được cũng khá khá đó. Thì cũng cảm ơn quý vị đã nghe thông tin của tôi. Trời.
xin tiếp lời là người, xin một lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Thật sự bây giờ thì mạng rất là yếu, cho nên muốn làm cái chương trình này nó không được suôn sẻ. Thì thôi, cũng xin lỗi quý vị. Hẹn gặp lại quý vị cũng cái chương trình này lần sau. Chứ lần này thì quý vị biết rằng là hiện bây giờ thì chương trình mạng nó rất là yếu, bởi vì nó không có thể tiếp tục được. Mong rằng quý vị thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.